Mùa thứ hai giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen có gì đặc biệt? Với tổng lộ trình lên đến 1.618 km. Chặng đua từ thủ đô Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh. 4 vòng Sky tính điểm, thực sự là những thử thách cho các chạy đua hàng đầu. Những kỷ lục sẽ được thiết lập. 12 đội đua, trong đó lần đầu tiên có 5 đội quốc tế tham dự. 84 tay đua, với gần một nửa là các vận động viên nước ngoài sẽ tranh tài trên những cung đường đẹp nhất Việt Nam. Kỷ lục mới về số tiền thưởng cho một giải đấu xe đạp tại Việt Nam lên đến 1.180.000.000 đồng. Thời tranh bắt đầu từ ngày quốc khánh đất nước mùng 2 tháng 9. Giải xe đạp quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2017 vòng quay lan tỏa.